Hello, xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ nha các bạn. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe mới về nữa cho quý chị và các bạn ha. Rồi những con Winner nữa này, Winner X mới về luôn. Thì chưa mới con này là vừa về chưa rửa. Rồi, bây giờ mình quay kỹ kỹ cho quý chị và các bạn ha. Con này là Rebel 300 nha quý chị và các bạn. Cọp luôn. Hàng vừa về vừa rớt xuống xe chưa rửa luôn nha quý chị và các bạn. Hai chìa khóa. Con này đi 4.200 coi. Xe bên trên này bọc keo nguyên con nha, bọc keo nha. Hàng này chưa rửa thôi. Bỏ con này đang rút hồ sơ à. Thôi các bạn, Rebel 300 thì dáng của Rebel thì mọi người phải nói khỏi phải bàn rồi. Những cái chú đứng tuổi hồi bữa nó về mấy con là bán hết rồi. Còn lại con này là mới về nè, Auto nè. Auto đi 4.240 coi. Hơi tối tí mọi người thông cảm ha. Đó. Giá của nó là 89 triệu. Thì quý anh chị và các bạn mua trả góp thì mình liên hệ mình mua góp thôi. Tại vì ở đây cũng có trả góp chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe và trả trước 30%. Như cái dòng này nè, 89 triệu là mình phải trả trước là 39 triệu. Tại vì ngân hàng hỗ trợ tối đa là có 50 triệu thôi. Còn đây em GX này cũng mới về nè mọi người. Tháo ra rửa thôi nha các bạn. Đây nè, rửa thì rất là kỹ luôn. Tháo ra thì để rửa lọc máy đồ gì. Nè, không hề bể gì nha. Cái đấy, dàn áo không hề bể gì nha. Anh em đừng có nhầm nha. Đó. Con này thì chưa, nãy mình quên hỏi giá. Con này. Đó. Để mình quay lướt lướt máy mô tô rồi sau đó mình sẽ cập nhật lô xe số về nữa cho quý chị và các bạn ha. Rồi đích bữa nay cũng 2, 4, 6, 8, còn 10 con. 11 con. 12 con luôn. Rồi đích 12 con. Còn nếu mà nhắc tới cái dòng mà như nãy nữa là mình có con Beo 500 này mọi người. Beo 500 thì bao chất bao phê. Con này thì đi có 60 mấy coi thôi. Có chê nha mọi người, con này đời 29, biển số 59 luôn nè. Con này giá 157 triệu. Đó. Tại thì khách vẫn đang mua xe. Để tới nữa mình lại mình hỏi thử mua xe gì. Rồi, mình thấy anh em hỏi về những cái dòng như này thì bây giờ trong video này mình sẽ quay dòng này. Những cái dòng mà ví dụ như là cổ điển cho quý anh chị và các bạn ha. Đây, con Kawasaki W175. Con này đời 29 cho quý anh chị và các bạn ha. Con này này thì 46.900.000 29 nha. Biển số 62, con này 9 nút luôn các bạn. Con này đi 11.000. Đó, W175. Anh chị và các bạn nào mình thích chơi cái dòng này thì mình tới mình chơi. Ngoài ra thì cũng dáng đó thì có con Ligon 150 nữa này mọi người. Đây. Ligon 150. Biển số 65 á. Mấy con này thì chắc rồi các bạn. Đi uống cà phê, cà pháo đồ thì khỏi phải nói rồi. Con này thì 40 triệu 9. Rồi con ở trong đây là Genleman 200 này. Đây, con này là Genleman 200 nha mọi người. Biển số 49 là 44 triệu 900. Còn một con thôi. Đó. Rồi. Mình quay tiếp theo cho quý chị và các bạn. Tôi biết hôm nay còn một con nha. TX mình thấy mọi người cũng hỏi con nhiều. Đây, một con TX màu xám biển số 59/2018 là 48.900.000 nha mọi người. 48.900.000 cho quý anh chị và các bạn ha. Rồi, mình sẽ quay thêm những cái dòng mà cổ điển trong này cho quý anh chị và các bạn ha. Như FZ mình sẽ cập nhật kỹ cho anh em này. FZ này lô này thì con này đời 2015, biển số 78 là 33 triệu 9 nha quý chị và các bạn. 33 triệu 9. Còn con bên này á, biển số 95. 95. 2015 là 33 triệu 9 luôn. Con bên này thì 2014 cũng là 35 triệu 9. Mấy con này là cọp nha, 35 triệu 9 là hàng cọp nha. Yếu bình quá mọi người. Rồi, con bên này cũng là 35 triệu 9 này mọi người. 35 triệu 9 màu đen ha.
nhanh này có gì sẽ hỗ trợ lại nha các bạn. Lúc đi nó tái vậy. Đó, FZ thì dòng đó. Con bên này thì biển số 63215 là 35.9 triệu cho quý anh chị và các bạn luôn. Con này là 25-35.9 triệu luôn nè. Con bên này biển số 59 nè. 35.9 triệu và giảm 2.9 triệu còn 33 này. Con bên này cũng chỉ còn 33 thôi. Trong này thì còn mới FZ 246 còn có 8 chiếc thôi mọi người. FZ đi cũng hết rồi, 11-12 chiếc mà đi hết rồi. Toàn là nó mới về thêm á. Rồi, sẵn tiện trong dòng này của điển này mình giới thiệu luôn cho quý chị và các bạn là con GZ150A. Con này 219 nhưng mà con này không có thùng nha chú. Chú nào mua thì để ý, con này không có bộ thùng nên là nó chỉ có 47 triệu. Con này 47 triệu biển số 43 Đà Nẵng. Tiếp tục là con Phantom 2 thì rồi. Con này thì chắc lắm, anh chị và các bạn nào mình đi thì mình mua con này đi. Đi ra ngoài thì rất là lạ luôn. Biển số 68 62.900. Con này là Boss City mà dán cô điếng các bạn. Thì con này biển số 67216 mà 22.900 thôi. Con này nó nhìn chung cái dàn inox cũng còn đẹp. Yếu bình luôn, không nổ được. Con bên này là Hyosung. Biển số 47 nha. 209 là 58 triệu. Con này GZ150A. 208 là 25.900. Con này con gì ta? À, Sai đao bán rồi. Sai đao này có người mua rồi. Đây, FZ này chắc cũng có người mua rồi. Đây nè. Đây con FZ màu xanh nữa này, hồ sơ có sẵn này cũng 33.900 thôi mọi người. Còn FZS này á là 32.900 này, biển số 65 này. Con này cũng thuộc dạng cọp nha. Con Benali thì 22.900 này mọi người. Rồi Boss City này cũng là 24 triệu. Phoenix 125 biển số 37 là 27.900. Những cái dòng mà thấp tiền tí mình quay cho mọi người luôn, lâu lắm rồi mình cũng quay. Còn Visitor 175 25.900 luôn. Còn đây Demon bản GN cho quý anh chị và các bạn nha. 219 biển số 86 là 35.900. Hôm qua thì đi một con nói SB IB chứ con này IB 36.900 nha mọi người. Con này FZS mới về mà không biết là giá nhiêu. Hàng mới về. Còn FZ bên này là 22.900. Con này là Boss City này KBR này mọi người mà dán snack buy á. 27 là 22.900 mà con bên này Phoenix này là 38.900 này, Phoenix 300 một máy nha mọi người. Còn nếu mà về FZ này nữa này. Con FZ này cũng 215 cũng 35.900 này. Hồ sơ cầm tay luôn, con này cũng mới về sau đẹp này. Còn KBR này này cũng 22.900 thôi, một. Đó. Bê tông thì còn hai con là 36.900 nha các bạn. Con này 35.900, con này là 36.900 này. 35.900 là đang rút hồ sơ, 36.900 là biển số 61. Còn custom thì hôm nay cái 20 triệu này, biển số 77. Con này là gì đây? Honda Master 17 triệu. Rebel 170 thì hiện tại 29.900. Đó, thì đó là những cái dòng mà thấp tiền. Mình lâu rồi mình quay, hôm nay mình quay cho mấy cái chú tại vì rất là nhiều chú hỏi. Hôm nay em quay sơ update lại giá một lần nữa cho quý anh chị và các bạn ha. Anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình liên hệ qua số điện thoại là 0927770 và 48 á, hoặc 0976741725. Đó là mình cập nhật cái lô mô tô nhẹ nhàng cho quý anh chị và các bạn ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ quay những con xe số. Rồi má anh này đang mua xe. Rồi bây giờ mình sẽ cập nhật nhẹ lại một dòng số cho mọi người, xe tay ga nữa, những con mới về cho quý anh chị và các bạn ha. Cập nhật nhị cho quý anh chị và các bạn thôi. Để mình ra đây mình cập nhật nhé. Bữa nay xe thì trống lắm rồi. Đây. Đó thì mấy con mới về là ở ngoài kia là có Vinix à. Vinix trời thì bữa nay còn có hai con xanh luôn à. Gì nhỉ? Vision. Rồi. Báo giá luôn đi anh.
Winner X kìa. Winner X bán cho anh em là 33.900.000. À đây, cũng 33.900.000 luôn. Khóa smart key. Màu đỏ là vừa hết hết rồi anh. Còn là màu xanh rồi. Hai con giống nhau luôn. Có smart key. Xe mới về. Vừa rửa còn bẩn lắm. Xe ở đo có mấy ngàn à? Bản này là bản CBS. CBS. Biển số 62. Khóa smart key. Có lên khóa smart key luôn à? Lên khóa smart key luôn. Con này là Winner X mà lên khóa smart key luôn mọi người. Đi 6.800. Ok. Mày chắc luôn. 33.900.000 à? 33. Không có smart key mà 33.900.000 luôn à? Đó, vậy là anh em nào mình mua được thì mình tranh thủ thì mình tới mình mua thôi. Liên hệ. Rồi. Con không? Một bên này là gì? Vision. Vision à? Đây có con Vision. Rồi. Đây Vision biển số 85. Con này tôi bán cho anh em 13.900.000 đi. 13.900.000 à. Xe nhà đang đi mà bán luôn cho anh em 13.900.000. 13.900.000. Tốt nha. Đây là cách lăn tăn mua ủng hộ cho mọi người. Hồ sơ xong chưa em? Bữa nay là trống à. Bữa nay là nói chung là trống này một ít anh này tận Tiền Giang. Anh Tiền Giang hả? Tiền Giang một mình một ngựa phi lên tới nơi. Con này cũng biển Tiền Giang luôn. Bán luôn hả? Chốt con này à? Xong rồi. Anh chốt con này à? Xong. Giờ là anh Tiền Giang anh lên mua con Movita này mọi người. Rồi. Ed. Xe màu lấn. Đây cái hàng này thì vẫn được giảm con màu vàng kia thì hôm nay cũng có anh em chốt cọc rồi. Chuyển cọc qua. Màu vàng cũng cọc luôn hả? Cọc qua rồi. Đó lô này bây giờ vẫn còn giảm 2 triệu hả? Hải giảm 2 triệu rưỡi luôn đấy. 2 triệu rưỡi luôn hả? 2 triệu rưỡi luôn mọi người. Thì nói chung là đi một con nữa thì còn lại có mấy con đâu. Còn lại 2. Cách ngã tư 50 chừng 3 cây số. 6 con thôi mọi người. Gần hết rồi. Còn mở kinh anh em mình thôi có hỏi về mở kinh. Thôi còn có 3 con mở kinh cho quý chị và các bạn thôi. Mới kinh thì giá thì sẽ là 34.900.000. 34.900.000 và 33.900.000 là con bên trong rồi nhé. Còn đen và mẫu cũ này thì 26.900.000. 26.900.000. Đỏ thì bây giờ trắng đỏ hiện tại là còn có 2 chiếc, một chiếc là 27.900.000. Một chiếc thì 28.900.000. Con 28.900.000 này thì đã được bao hồ sơ nhé. Bao hồ sơ là có 28.900.000. Đó quý chị và các bạn xem đi. Gần hết bữa nay là đợt này là hết. Hết. Đợt này gọi là trống luôn. Bán cho bằng hết. Bán hết luôn đó. Sẽ về một cái lô mới hứa hẹn luôn mọi người rồi. Đó bữa nay là trống dữ luôn hả? SH thì anh em thấy đấy, rất chi là đẹp. Đó SH thì ví dụ như Việt lên Ý thì Việt lên Ý. Con này là 68.000.000 này. Có 26 có smart key này. Đó là 150 luôn nha. Còn nếu mà anh chị và các bạn muốn mua SH cao á mà 150 thôi, đời cao thì đó. 27 cũng có smart key ABS luôn. Chỉ có 68.900.000. 68.900.000 thôi. Rất là rẻ. Đó. Cực kỳ giá rất êm. Anh chị và các bạn nào mình mua thì mình cứ liên hệ tới là số 5 đường Lý Thường Kiệt nhé. SH mod chỉ có 38.000.000 là có xe. 38.000.000 là có xe. 38.000.000 là có xe. Một các bạn mua mà tay ga này mua Ad thì liên hệ qua số điện thoại là 0923 71 và 48 hoặc 0936 466 cũng cùng là số 1. AB đồ. Mấy con AB đồ. AB đồ bò nói phải nói có một cái con kia đúng là nó mến mình xong nó mến gì đâu mà nó mến. Làm cái gì cho nó đi thôi. Bao nhiêu những cái xe khác thì bán hết rồi. Đấy AB đồ bò vừa lô vừa hôm qua hôm kia bán cũng hết luôn rồi mà. Đặc biệt của nó là nó không chịu đi được. Không hiểu tại sao nó yêu mến chủ mà nó nằm đây. Xe cũng rất là đẹp. Biển số 93 đúng không? Biển số 93. Mà giảm 1 triệu 7 rồi mà còn 14 triệu mấy cái con kia giá cao hơn. Cao hơn. Mà nó vẫn đi. Mà vẫn đi. Mà nó đâu có kém cạnh với con kia đâu. Nó kém cạnh đâu. Nó vẫn đẹp. Thì vẫn 14 triệu đúng không? Rồi. 14 triệu. Còn bên này là 17.900.000. 17.900.000. 13.900.000. 13.900.000. Novo hôm nay còn một con thôi. Còn một con. Biển số 47 thì có 13.900.000 thôi. 13.900.000. Rồi Asilo 11.900.000. 11.900.000. Đấy ra nút đây thì 17.900.000. 17.900.000. Một em thôi. Cái gì? NVX sao bữa nay lại NVX thì nhiều anh em hỏi sao. Năm đấy. Sao mà vẫn còn. Cái này 23.900.000 27 biển số 37 nha. Còn bên này là màu đen nhám này, biển số 94 này. Con này là 28 là 24.900.000. Rồi BS nữa. Cũng lắm người hỏi. Mình không hiểu tại sao luôn á.
Trên kênh mình hỏi BS Magazine không? Alo. Này là 30 triệu cho mọi người. 22,8. 23,9 triệu. Con này là bị số 5 đường Lý Thường Kiệt, Di An, Bình Dương. Rồi con AB này nè. Tránh Ngọc Trinh đây. Đúng rồi, số 5 đường Lý Thường Kiệt, Di An, Bình Dương. 27. Mình kết bạn qua Zalo, bấm vào trang chủ Zalo cái là nó có địa chỉ đâu. Ờ. Rander với số 93 luôn rồi mọi người. Đúng rồi, bấm số điện thoại này cái lên nó hiện lên mà mình đâu có hạn chế đâu. 23,9 thôi. Rồi đó, đó. Bản Winner V như các bạn thấy đó, rất là đây nhiều. Giá là chỉ có 26,9 triệu, giảm 1 triệu, còn 25,9 triệu là đã có xe rồi. 25,9 triệu là có xe rồi. Cũng có những xe được bao hồ sơ. Đó. Xe bao hồ sơ luôn. Và đen nhám thì hiện tại là còn 2-4-5 chiếc đen nhám giờ này tuần này là còn rất là nhiều. Nhám thì tại nó mới về các bạn. Mới về. Bao hồ sơ luôn nè, đen nhám 28,9 triệu nè. Rồi. Nói chung là đen nhám nó có giá là từ 30,9 triệu. 30,9 triệu. Cho đến 28,9 triệu. Có con được bao hồ sơ và có con chưa bao hồ sơ. À, rồi Vario sẵn mình cập nhật. Rider sẵn cơ đi hả? Ừ. Con em hỏi bây giờ còn lại. Còn. Rider FI. Còn có một con FI thôi. Con này giảm nhiều. Con này giảm cho anh em 1,9 triệu rồi để cho nó đi luôn nhá. 1,9 triệu đi luôn hả? Ừ. Rider đó con này giảm 1,9 triệu. 38,9 triệu giảm 1,9 triệu nhá. Còn 37 triệu hả? 37 triệu nhá. Đó còn 37 triệu cho mọi người. 2019. 2019. Alo. Rồi về Vario này mọi người. Vario 125 thì 2019 là biển số 59 là 38,9 triệu. Ngã tư đồi mồi nhìn ngược lại đây này thấy siêu thị ô tô, siêu thị mô tô bên đây này, nằm song song với đường dày á. Đâu? Nó song song với đường dày này. Đó, hiện tại khách vẫn đang mình nhìn xung quanh đấy, nhìn quanh quanh ngược lại nó khoảng độ 20-30 mét ngã tư trên đường Lý Thường Kiệt đấy nhá. Rồi, có lý là mình cập nhật sơ cho quý chị và các bạn những dòng xe mới về thôi. Mới về cũng như là cập nhật lại cho anh em một tí á. Các bạn nhìn đi, bữa nay thì gọi đúng chắc là trống nhà luôn. Ít bữa nữa là sẽ hết xe. Ok, xin chào mọi người nha. Bye bye. Đó.